Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 9 giờ sáng giờ của Houston, tức là 7 giờ sáng giờ của California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng thứ bảy thì chúng ta lại có những cái đề tài mở rộng hơn, thay vì chúng ta tập trung vào thời sự trong tuần. Hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những cái đề tài được mở rộng hơn, đa dạng hơn, để chúng ta có thêm được nhiều thông tin. Và trước khi đi vào cái phần tán gẫu sáng ngày hôm nay, thì cho phép Phong được cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và quý vị nào có những nhu cầu liên quan tới các thiết bị điện tử, các giường nệm chống đau lưng nổi tiếng của Ý, các ghế massage danh tiếng của Nhật Bản hoặc các sản phẩm mới của Đại Hàn, quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua cái số điện thoại trên màn hình của quý vị là 1-877-892-6999, 1-877-892-6999, hoặc vào trang web của công ty Teletron để biết thêm chi tiết, đó là teletronusa.com. Bên cạnh đó thì cảm ơn công ty Teletron và cũng thông báo là tạp chí quốc phòng của tháng 11, tháng 12 sẽ được gửi chung. Do đó thì quý vị nào chưa nhận được tạp chí quốc phòng tháng 11 thì quý vị ráng chờ tới chúng tôi ra cái tháng 12 và chúng tôi gửi luôn cả hai cái cho quý vị. Do đó thì cáo lỗi cùng tất cả khán giả cho việc chậm trễ này, đó là cái do vấn đề shipping từ Cali qua bên Texas nó bị trễ, cho nên Phong cũng bị trễ luôn. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Nếu năm sau Việt Nam lại bùng phát viêm phổi lạ thì kinh tế có đến cửa tử không chú? Tôi nghĩ rằng là chưa cần tới cái dịch bệnh bùng nổ đâu, thì 2024 kinh tế Việt Nam coi như là ngáp ngáp luôn. Tức là tuần tới thì Tập Cận Bình tới Việt Nam, đó là cái cứu cánh của Cộng sản Việt Nam bây giờ. Và nếu mà Tập Cận Bình mà tới Việt Nam thì chắc chắn là cũng sẽ bơm một chút hơi thở vào trong đó, nhưng chỉ đủ cho ngáp ngáp thôi chứ không có ngóc đầu nổi, và sau đó nó còn có thể tệ hại hơn nữa. Do đó không cần tới dịch bệnh đâu thì nó cũng đã sắp sửa ngáp ngáp rồi nha. Rồi tiếp tục. Ok, có vẻ như căng thẳng giữa Venezuela và Guyana leo thang khi Venezuela cho quân đội tập trung sát vùng dầu mỏ của Guyana. Chú Phong nghĩ sao? Thật sự căng thẳng này thì nó cũng bắt nguồn từ cái quyền lợi khai thác về dầu hỏa. Thì cho tới giờ phút này thì Venezuela đang bước vào trong một cái cuộc bầu cử. Do đó tôi nghĩ rằng là ông Nicolas Maduro, tức là tổng thống của Venezuela, đang sử dụng cái sự căng thẳng này để mà tạo cái tư thế lãnh đạo của ông ta. Thì tôi nghĩ là như vậy thôi nha. Rồi. Ok. Lúc qua. Chú Phong có nhận xét gì về vụ cô giáo bị học sinh hành hung ở Tuyên Quang không chú? Thì cuối cùng nó là kết quả của một nền giáo dục nhồi sọ và tuyên truyền. Nó là cái nền giáo dục nhồi sọ và tuyên truyền. Nó đã mất đi cái tôn ti trật tự trong xã hội. Và nó đang băng hoại dưới cái nền nhà, gọi là, nói là giáo dục thì không đúng, mà dưới cái sự nhồi sọ tuyên truyền của Cộng sản. Thì bây giờ tôn ti trật tự ở trong xã hội và gia đình đã mất. Ngày xưa người ta nói rằng là nhất nhật vi sư, bách niên vi phụ, một ngày làm thầy thì trăm năm làm cha. Tức là cái người Việt chúng ta có cái truyền thống là xem những người thầy giống như những người cha, những người mẹ của mình. Bây giờ nó đi tới băng hoại, hành hung cả cô giáo, thì quý vị đã biết là cái xã hội nó băng hoại tới mức độ nào rồi. Bởi vì cái chế độ đó không quan tâm tới vấn đề tôn ti trật tự. Nó chỉ quan tâm tới cái vấn đề gọi là duy trì quyền cai trị một cách vĩnh viễn thôi. Do đó những cái việc mà xảy ra, những cái thảm kịch hoặc là những câu chuyện nó xảy ra tại Việt Nam, quý vị cũng đừng lấy làm lạ. Bởi vì nó đã trở thành câu chuyện thường của huyện rồi. Tức là nó đạp bỏ tất cả cái nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Do đó tôi đã từng nói với quý vị, nó là những tên cộng sản nói tiếng Việt. Những kẻ trong quần Nga mái cai trị là những tên cộng sản nói tiếng Việt. Tôi không coi họ là người Việt Nam.
tại vì người Việt Nam không có những cái văn hóa này nha. Rồi lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, chương trình của chị Phượng Mai khi nào phát lại, cảm ơn anh. Ok, trong năm tới, năm nay tôi bị tam tai cho nên mọi việc đình chỉ, bắt đầu qua năm tới thì sẽ có nhiều sản xuất chương trình, nhất là tôi về Houston và có một số nghệ sĩ cũng đã di dân về Houston thì có thể sẽ bắt đầu chương trình lại cho cái năm 2024, và trong đó tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái bước đi mới và đang cố gắng sắp xếp nha. Rồi tại sao German vị trí đắc địa quá đẹp mà lại nghèo, chú có ảnh hưởng gì ở German? Nó là do cái đám gọi là cái đám Houthi do nhà nước Iran bảo trợ đã cố tình quậy phá ở khu vực này, khiến cho tất cả mọi việc trở nên khó khăn hơn. Chứ trước đây thì German vẫn là một quốc gia tốt, ở thập niên 90 nền kinh tế của họ khá tốt. Bây giờ họ trở thành nghèo khó nhất trên thế giới luôn. Ngày xưa German là ở thập niên 90 phải nói rằng là một trong những nước có cái khả năng về họ có cái cửa Hồng Hải, họ có cái bến cảng gần bến cảng cái eo biển Aden, là cái khu mà phải nói rằng là họ thu rất là nhiều nguồn lợi. Đáng tiếc là cái việc mà gọi là những cái chủ nghĩa cực đoan do Iran bảo trợ đã quậy phá tan nát khu vực này nha. Anh Phong có thể giải thích ý nghĩa của hai chữ Hồ Quảng nghĩa là gì? Cái này là giải thích theo chủ quan của tôi thôi, tại vì từ lúc mà phía những cái đoàn kinh kịch Quảng Đông tới Việt Nam ở thập niên 40-50, cái này phải kể cho quý vị nghe từ giai đoạn đó, tức là cái ngành cổ nhạc của Việt Nam nó đi từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta nói hát bộ là coi như truyền thống lâu đời, từ đời nhà Lý rồi, nhà Trần rồi. Sau đó thì ở miền Nam nó xuất hiện cái gọi là ca đờn tài tử. Thì ca đờn tài tử tức là họ trải cái chiếu ra, có những người ngồi đờn và hát những cái câu mà theo cái âm luật của Việt Nam, của miền Nam mình ngày xưa. Rồi từ ca đờn tài tử đến năm 1917 thì chúng ta chính thức có cải lương diễn tuồng, tức là đem những cái tuồng tích, đem những cái sự tích của văn hóa lịch sử dân tộc lên diễn trên sân khấu, thì chúng ta gọi là cải lương. Thì lúc đó là họ gọi là cải lương, là cải cách văn minh theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh sánh và tương là văn minh đó. Thì đây là cái chữ viết tắt của cả hai câu thơ này. Và năm 1917 thì có cái ngành cải lương. Thì tới thập niên 50 thì lúc đó chúng ta chưa có những cái đồ mặc đàng hoàng, đa số là may theo kiểu của mình thôi. Thì một trong những cái gia đình hát bộ nổi tiếng của miền Nam ngày xưa là gia đình của Minh Tơ Khánh Hồng. Thì họ nghĩ ra cái sáng kiến là thường thường ở bên Hồng Kông và Quảng Châu vẫn có những cái đoàn trình diễn về bộ môn kinh kịch Quảng Đông tới chợ lớn trình diễn. Thì khi họ trình diễn xong, họ bán lại những cái bộ quần áo. Họ bán lại những cái bộ quần áo cho những nghệ nhân Việt Nam thời đó. Thì gia đình của Minh Tơ Khánh Hồng đã vào chợ lớn để mà canh họ, khi mà họ diễn xong rồi họ về nước thì mình mua lại những bộ đồ của họ. Thì từ lúc đó thì thấy những cái điệu bộ, thấy những cái ca, cái câu hát, thì gia đình Minh Tơ Khánh Hồng mới bắt đầu thực hiện cái gọi là cải lương pha Hồ Quảng. Thì cải lương là gốc Việt Nam, pha Hồ Quảng tức là cái tiếng, tôi nghĩ là họ gọi trạch ra là tiếng hò của người Quảng Đông, thì chúng ta gọi là Hò Quảng. Nhưng mà rồi cái phát âm dần dần nó trở thành Hồ Quảng, cũng giống như ngày xưa chúng ta gọi là hát bộ, rồi từ từ chúng ta đọc trạch thành hát bội. Thì cái chữ Hò Quảng tức là tiếng hò, tiếng hát của người Quảng Đông. Thì tôi là cái cách giải thích của tôi là như vậy. Ok, thì từ đó thì nó cái bộ môn gọi là cải lương pha Hồ Quảng ra đời. Thì nó bị ảnh hưởng bởi kinh kịch Quảng Đông. Nhưng mà từ thập niên 50 tới bây giờ thì nó trở thành một phần trong văn hóa của Việt Nam. Nó trở thành một phần trong văn hóa của Việt Nam. Do đó chúng ta gọi là cải lương, ngày xưa người ta gọi là cải lương pha Hồ Quảng, tức là cải lương nhưng mà có pha những cái điệu bộ múa và những cái điệu nhạc của Quảng Đông, thì người ta gọi là cải lương pha Hồ Quảng. Sau này thì người ta cắt bỏ đi, người ta gọi là cải lương Hồ Quảng. Nhưng sau này việc cộng vô đó thì nó đổi chữ đó, nó gọi là cải lương tuồng cổ. Thì cái đó là cái cách mà của Việt Cộng nói, nhưng ngày xưa người ta gọi là cải lương pha Hồ Quảng. Thì cái chữ Hồ Quảng này tôi nhận định nó có nghĩa là chữ hò, tiếng hò của người Quảng Đông, tiếng hò, tiếng hát của người Quảng Đông, thì nó trở thành chữ Hò Quảng. Nhưng mà rồi từ từ chúng ta đọc trật thành Hồ Quảng nha. Rồi tiếp tục lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok,
Chuyện gì xảy ra hôm qua ở nhà hàng 365 vụ kiện tụng mấy YouTuber cho Facebook? Tôi cũng không biết luôn, tôi không để ý tới những cái chuyện đó luôn. Tôi tập trung vào thời sự và những chuyện quý vị quan tâm. Còn ba cái chuyện lùm cùm cá nhân này tôi lại ít quan tâm tới nha. Rồi, những nước độc tài thiếu nợ, vài chế độ sụp đổ, người dân có trả nợ không? Cảm ơn. Tùy theo cái đất nước đó là khi mà chế độ độc tài đó, cái phần tham nhũng như thế nào, thì người ta có thể viện dẫn tất cả những cái chứng minh về tham nhũng đó, nó làm cho thất thoát tài sản quốc gia và không trả được nợ. Thì những quốc gia mà cho vay nợ hay là những cái định chế tài chánh, họ có thể căn cứ đó họ tha cho món nợ. Tùy theo cái mức độ tham nhũng thì người ta mới ân xá cho cái món nợ đó. Nhưng có một số nợ thì không được ân xá nha. Ok. Miền Bắc trước 75 và miền Nam trước 75, anh Phong thích văn hóa nào hơn? Thật sự nó tương đồng, tại vì họ có chung một cái nét văn hóa, cái nét văn hóa của trước năm 1954. Tại vì lúc đó chúng ta đang có một cái nền giáo dục pha trộn Đông và Tây. Đông tức là Đông phương của chúng ta theo cái nho học của các triều đại quân chủ, và Tây tức là cái văn minh mới của người Pháp và người Tây phương truyền bá vào Việt Nam. Không phải chỉ riêng người Pháp không, trong đó có người Bồ Đào Nha, có người Hòa Lan nữa. Thì cái văn hóa đó rất đẹp. Và lúc đó thì lục tỉnh miền Tây là nằm dưới quyền quản trị của người Pháp, nhưng mà ở ngoài Bắc Hà Nội thì người ta vẫn sống theo Tây. Họ vẫn có cái đời sống theo Tây. Ví dụ như quý vị còn nhớ các cụ lớn tuổi đó, là áo là phải thẳng nếp, rồi trong cái túi áo phải có cái khăn mùi xoa, rồi giày á, là phải mang gọi là soi gương được, tức là phải đánh bóng giày soi gương được. Thì đó là những cái văn hóa đẹp của miền Bắc trước năm 1954. Và miền Nam thì họ xoay xòa hơn, họ mộc mạc hơn, thì họ không có cái kiểu cách mà giống như người Bắc. Nhưng mà bù lại họ có những cái tôn ti trật tự. Thì tùy theo mình, tôi là gốc Bắc, gia đình tôi là Bắc 54, bên thân phụ tôi là Bắc 54, bên thân mẫu tôi lại là Bắc 45. Tức là ông ngoại tôi di dân vào Nam từ năm 1945. Thì tùy theo mình thích, nhưng mà tôi vẫn thích những cái văn hóa cũ hơn. Ví dụ như văn hóa của ngoài Bắc, cái thời xa xưa, họ bóng bẩy lắm. Họ không có bao giờ cái kiểu mà bậm trợn giống như bây giờ đâu. Những cái lời nói của họ đưa ra rất là bóng bẩy. Tức là những người Bắc trước năm 1954 đó, người Nam thì mộc mạc hơn, có sao nói vậy. Nhưng mà người Bắc thì họ bóng bẩy hơn. Còn sau này á thì tôi là cái văn hóa sau năm 1954 nó bị thay đổi rồi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Anh Phong cũng tin tam tài nữa hả? Tin chứ, tôi dân làm ăn mà. Tôi là dân làm ăn, mà dân làm ăn thì tôi có những cái điều tin, quý vị không tin cũng không được. Quý vị không tin cũng không được. Tức là trên quy tắc là có vào phải có ra. Đó là cái quy tắc của cái ngành làm ăn, có vào thì phải có ra. Thì cũng cái quy tắc này, khi mà chúng ta may mắn ở một cái giai đoạn nào đó, thì tới cái giai đoạn sau hoặc giai đoạn trước đó thì chúng ta sẽ bị xui. Trước khi mà chúng ta làm ăn thành công hoặc là sau khi chúng ta thành công mà chúng ta bắt đầu xuống cái mối làm ăn xuống, thì chúng ta phải biết cách giữ để qua khỏi cái cơn đó. Còn nếu không là mất hết. Thì cái tam tai nó cũng nằm trong cái tâm linh này nha. Ok. Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Wow, lướt qua một số. Ông em của Joe Biden có ra trả lời trước tòa không anh? Không có tòa, mà đó là quốc hội. Thì cái trác đã tống ra, tôi chưa biết là ông có đồng ý ra hay không. Trên nguyên tắc tuần này tôi nhớ là 7 tây tháng 12. Nhưng mà tôi không biết là ông ta có ra hay không, bởi vì tin tức tôi coi thì chưa thấy động đại gì hết nha. Rồi, trên mạng xã hội bây giờ toàn thắng EBTree và EBFi nhiều quá, em nghĩ toàn lừa đảo không? Anh cho ý kiến về vấn đề này. Thứ nhất, EBTree tôi nói 80% là lừa đảo. EBFi thì quý vị có tiền quý vị đi được. EB-5 tức là quý vị có một cái số tiền đầu tư để tạo việc làm ở nước Mỹ thì có thể được, nhưng mà phải sau 2 năm.
Còn EBT tôi nói 80-90% là lừa đảo hết. Do đó quý vị tốn tiền đáng chịu. Và nhớ tôi dặn những quý vị nào apply EBT, nếu quý vị có đưa tiền phải đưa trực tiếp cho luật sư, không thể đưa qua trung gian. Đưa qua trung gian quý vị mất tiền không lấy lại được. Tôi nói trước đó nha. Rồi tiếp tục. Ok à. Wow. À, một ngày làm thầy, trăm năm làm thầy chứ không phải làm cha anh Phong ơi. No, nhất nhật vi sư, bách niên vi phụ. Đó là cái câu nói là một ngày làm thầy cũng như là trăm năm làm cha. Nó gọi là nhất nhật vi sư, bách niên vi phụ. Chữ phụ này tức là thân phụ chứ không phải sư phụ đâu. Ok, chữ này là chữ thân phụ. Ok, thì cái câu này, cái câu là xưa nay của chúng ta là như vậy rồi. Ok. Ok, à. Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Con sắp qua bên đó theo diện EBT cho con hỏi học bằng lái bao lâu và bao lâu thì con có credit để thuê nhà và cuối cùng là công ty chấp nhận thuê nhà không? Thứ nhất, chú chúc mừng cho con nếu con đi bằng EBT. Thật sự con đi bằng EBT. Nếu con đi bằng EBT thì con không cần hỏi những chuyện này. Ngoại trừ cái bằng lái xe. Tại vì công ty mà bảo trợ cho con là phải đứng ra bảo đảm với sở di trú là chỗ đi, chỗ ăn, chỗ ở, bảo hiểm sức khỏe của con phải bảo đảm hết. Cái này công ty mà lo cho con họ phải làm. Đó là luật của Mỹ. Nếu đưa một công nhân nước ngoài vào phải bảo đảm chỗ ăn, chỗ ở, bảo hiểm sức khỏe, phương tiện đi lại. Đó là cái cách của cái luật của Mỹ là như vậy. Cho nên con hỏi chú về đi thuê nhà thì chú nghĩ rằng là con coi chừng. Nên con coi chừng, chú chưa biết được. Ok, câu hỏi thứ hai. Bằng lái bao lâu có? Tùy theo khả năng của con. Tùy theo khả năng của con được thi bằng viết trước, tức là con phải biết được luật lệ trước, rồi sau đó mới thi lái. Còn thi, có người thi tới cả mấy chục lần không đậu. Có người thi một lần đậu. Đó tùy theo khả năng, chú không trả lời được nha. Rồi tiếp tục. Từ Sài Gòn có được bao lâu rồi anh Phong? Hơn 300 năm, gần 400 năm. Ngày xưa chính ra nó là chữ Sài Côn, mà Sài Côn là phát âm theo cái tiếng của người Khmer. Do đó người Tây họ đọc khó quá, rồi cái họ biến thể thành chữ Sài Gòn. Thì cái tên Sài Gòn đã có trên 300 năm rồi nha. Rồi. Ok, một ngày dành một ngày trong tuần làm về bối cảnh lịch sử chính trị trước 75 và thể chế Việt Nam Cộng Hòa, văn hóa miền Nam cho giới trẻ tụi con được học hiểu về rõ hơn. Thật sự làm cái chương trình đó, tôi làm tới chừng 3 chương trình là hết rồi. Rồi sau đó là cái gì? Cho nên chẳng thà là tôi trả lời trực tiếp câu hỏi của quý vị, nó nhanh hơn. Không cần đẻ thêm một chương trình nữa. Tại vì đẻ thêm một chương trình kiểu đó đó, quý vị muốn tôi nói về cái giai đoạn trước năm 1975 đó, thì quý vị nói chừng vài chương trình thôi là nó hết rồi. Tại vì cái giai đoạn của năm 54 cho tới năm 1975 nó vỏn vẹn có 21 năm thôi. Thì trong 21 năm đó mình đã tạo được rất nhiều thứ. Nhưng mà nếu để nói thì tôi nói thẳng với quý vị là vài chương trình là hết rồi. Tại vì nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần luật lệ của chính phủ. Phần thứ hai là thực tế cuộc sống của người dân. Thì nói chừng hai ba chứ nói chừng mấy chương trình là hết rồi. Cho nên tôi không có, chẳng thà quý vị hỏi tới đâu tôi trả lời tới đó. Nó lẹ hơn và nó nhanh hơn. Chứ còn cái nếu mà quý vị mà đòi tôi phải làm một cái chương trình riêng đó, thì thứ nhất là nó mang tính chất tuyên truyền rất là nhiều, tôi không thích. Và thứ hai nữa, nói chừng vài chương trình là nó hết rồi, cạn rồi nha. Rồi nếu Hunter bị kết tội mà ông Biden lại ân xá cho con thì lại được ghi vào lịch sử của dòng họ Biden nữa, nước Mỹ sẽ được nổi tiếng khắp năm châu. Nhưng mà bây giờ thì tòa Bạch Ốc đã bác bỏ. Họ nói rằng là sẽ không có tình trạng mà ông Joe Biden ký ân xá cho con trai của ông ta. Đây là lời giải thích của tòa Bạch Ốc cho tới giờ phút này. Còn chuyện ông ta có làm hay không chúng ta không biết. Có thể là ngày cuối cùng, tức là ngày 20 tây tháng 1 năm 2025, ông ta sẽ làm điều này. Nhưng cũng có thể không. Tùy theo cái mức án con ta, ông ta bị kết án như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông ta sẽ không làm. Đó là cái suy nghĩ của tôi thôi, chủ quan. Tại vì trên nguyên tắc thì tòa Bạch Ốc có trả lời như vậy rồi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Wow, lúc qua. Mỹ nên rút nhanh ra khỏi Liên Hợp Quốc, thành lập một tổ chức tốt hơn cho thế giới. Tôi thì không nghĩ là rút ra, nhưng cần sự cải tổ. Tại lúc ra, rút ra thì hai mặt một đồng tiền.
hai mặt một đồng tiền. Lúc đó thứ nhất chúng ta tạo cơ hội cho Nga và Trung Quốc, và lúc đó quý vị chúng ta còn sẽ bị cô lập nhiều hơn, nhưng ngược lại chúng ta thoải mái hơn và chúng ta không lệ thuộc vào các quy tắc của Liên Hiệp Quốc. Vấn đề là Mỹ sẽ ký được hiệp ước với bao nhiêu nước, chứ tôi không nghĩ là lập ra một tổ chức khác. Vấn đề ở chỗ là phải cải tổ lại toàn bộ Liên Hiệp Quốc nha. Chị Mai hát hậu quảng vai Lưu Kim Đính với vai Liêu nha. Ok, rất hay. Ở Mỹ sẽ không diễn lại cộng đồng xem anh Phong. Thứ nhất, ở tuổi này làm sao diễn Lưu Kim Đính được nữa. Ở tuổi này 60 mấy tuổi rồi. Vai đó phải để cho những cô đào khoảng 30 trở lại. Ba mấy trở lại thôi. Chứ bây giờ ở cái tuổi này làm sao diễn được những vai đào trẻ nữa. Lưu Kim Đính hay đào Tâm Xuân. Những cái vai đó là Phượng Mai gần như là quá cái tuổi đó rồi. Bây giờ ở cái thế của Phượng Mai là phải vô những cái vai gai góc hơn, những cái vai mà người ta chưa làm được, chứ không phải là những vai đào chánh hay là đào thương hay đào võ nữa. Phượng Mai không còn diễn đào nữa. Từ tôi đã không cho phép vì Phượng Mai diễn đào suốt gần 20 năm rồi, tức là mười mấy năm rồi, 16-17 năm rồi, là tôi đã không cho Phượng Mai diễn đào nữa. Tại vì ở cái tuổi Phượng Mai bây giờ chỉ có thể diễn kép được, nhưng không diễn đào được. Hoặc là vào những cái vai gai góc. Ví dụ như là sắp tới, năm tới mà tôi làm cho Phượng Mai đó, một trong những cái vai gai góc nhất, khó diễn nhất là vai của Thái sư Trần Thủ Độ đó. Cái vai này rất khó diễn. Thì đó, Phượng Mai phải vào những cái vai đó, chứ không phải là những cái vai đào nữa nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Cháu thấy ở Việt Nam, Trung Quốc quá đặc mặt vì chăm sóc cha mẹ, không để dành thời gian cho gia đình của bản thân. Còn ở Mỹ, 18 tuổi ra khỏi nhà, có cha mẹ, còn có cha mẹ, có chính phủ lo, vậy chính sách nào mới đúng? Quan điểm của cháu, tùy theo. Nếu mà cháu hỏi câu này đó, có vẻ cháu nghiêng về phía mà được ra ngoài sống tự lập nhiều hơn. Thì cháu có thể thích hợp đời sống của người Tây Phương, nhưng mà không thích hợp với cái... người Á Châu. Người Á Châu là chữ hiếu đi đầu. Người Á Châu là chữ hiếu đi đầu. Do đó là tùy theo cháu chọn thôi. Chú thì chú vẫn thấy rằng là cha mẹ vẫn trên hết. Đó là cái chữ hiếu đi đầu. Do đó tùy theo cháu thôi. Còn cháu đi theo cái khuynh hướng mà gọi là không coi cha mẹ ra cái gì, ra ngoài sống tự lập rồi để cho chính phủ lo bla 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 bla, thì có tùy cháu. Nhưng mà quyền lực của cha mẹ vẫn là tối thượng. Đó là cái quyền thiêng liêng nhất không ai có. Ok. Rồi. Ok. Lướt qua một số cái đọc rồi. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Tại sao em đi du học châu Âu, cộng đồng ở đây người Bắc nhiều, họ nghe giọng miền Nam của em là họ xa lánh? Tại vì em du học ở những khu vực có toàn người Bắc không. Thứ nhất là Berlin của Đức. Nếu mà nói ở Tây Âu, còn lại là ở Đông Âu, toàn là người Bắc không à. Còn nếu như mà em tới Pháp, em tới Hà Lan, em tới Na Uy, em tới Anh, thì em sẽ thấy được người Việt ở miền Nam nhiều hơn. Nhất là Pháp. Pháp được xem là một trong những cái quốc gia mà người Việt Nam xuất hiện sớm nhất. Gần trên 100 năm rồi. Một trăm mấy chục năm rồi. Nó mấy thế hệ rồi. Thì đó là người Việt, không phải người Bắc. Nhiều lắm. Tại vì em tới Berlin của Đức thôi. Còn nếu mà em đi về phía miền Nam của nước Đức, em cũng sẽ không gặp người Bắc đâu. Em chỉ ở Berlin á, ở Đức á, hoặc là em đi qua mấy nước Đông Âu á, thì em gặp người Bắc nhiều. Còn những người ở miền Nam đó, thì họ ở những quốc gia khác nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục. Ok. Khi nào cộng sản sụp đổ về anh, em sống khổ quá. Khi nào thì em chuẩn bị mua quan tài luôn đi. Nếu em nói câu này, em ngồi chờ cộng sản sụp đổ, nó sẽ không bao giờ sụp đổ. Còn nếu khổ quá thì đứng lên giành lại tài sản của mình. Em không đủ can đảm giành lại tài sản của mình thì em ráng em chịu. Chuẩn bị chui vô cuốn chiếu nằm chết luôn đi, khỏi mua quan tài nữa. Em không có tiền mua quan tài đâu. Ok, em không có tiền mua quan tài đâu. Em chờ chết đi. Tại vì cộng sản sẽ không bao giờ sụp đổ cả, nếu người dân trong nước không làm gì hết nha.
Ở quận Cam thì ai là đồng minh chánh trị chánh em của bà dân cử Janet Nguyễn? Theo tôi biết thì Phát Bùi, Thét Bùi bây giờ là những người đi theo Janet Nguyễn. Ok, mà Phát Bùi thì bây giờ out term rồi, hết rồi. Phát Bùi bây giờ chỉ là đi khoe cái gì? Cái chức chủ tịch cộng đồng vĩnh viễn của ông ta thôi. Mà không ai bầu cho ông ta cả. Không ai bầu cho ông ta cả. Ông ta tiếm cái quyền đó gọi là chủ tịch cộng đồng. Thì Phát Bùi và Thét Bùi là hai người đi theo Janet Nguyễn bây giờ. Còn họ hầu như còn lại thì là mặc dù chung một đảng nhưng mà họ có khuynh hướng khác Janet Nguyễn. Ok. Theo anh Phong 2024 ông Trump đắc cử với tổng thống Hoa Kỳ không anh Phong? Anh nghĩ được bao nhiêu phần trăm ông đắc cử? Tôi đã nói với quý vị rất là nhiều lần, bầu cử Hoa Kỳ không ai dự đoán được hết. Tôi đã nói quý vị rất nhiều lần rồi, không ai dự đoán được hết. Năm 2016 ai cũng nói là bà Hillary thắng mà. Cuối cùng ông Trump thắng. 2020 chúng tôi tin tưởng ông Trump thắng, cuối cùng Biden thắng. Bầu cử Hoa Kỳ không nói được điều gì hết nha. Không ai biết được hết. Ok. Rồi tiếp tục. Em hay câu nhất tự vi sư bán tự vi sư thì cũng là một cái câu tương tự thôi nha. Rồi em thấy anh đăng tấm hình với chú Lý Tống, anh có thể cho biết chú Lý Tống là nhân vật như thế nào không anh? Lý Tống là một người dám nói dám làm, đơn giản vậy thôi, và có một cái lập trường chống cộng tới cuối cùng. Tại vì Lý Tống xuất thân là không quân, dám nói dám làm tức là dám trả giá cho việc của mình làm. Từ lúc mà ở nhà tù của Mỹ cho tới ở nhà tù của Thái Lan cho những cái việc làm của ảnh. Ảnh là người dám nói dám làm và dám thực hiện những chuyện động trời không ai dám làm hết. Ví dụ như lái máy bay rải truyền đơn tới Thái Lan hijack, tức là ảnh thuê máy bay của tư nhân của Thái Lan, nhưng mà giữa đường ảnh hijack chiếc máy bay đó để ảnh tìm cách ảnh lái vào Sài Gòn để mà thả truyền đơn đó, thì ảnh bị bắt ở Thái Lan. Rồi trước đó cũng có hành động tương tự ở Cuba. Thì Lý Tống là một người dám nói dám làm. Có điều là cái tư tưởng của ảnh thì không ai nghĩ được đâu. Ảnh có những cái chiêu thức tôi gọi là động trời lắm, không ai làm được đâu. Thì đó là Lý Tống. Nhưng cái điều mà mọi người đều biết, Lý Tống có một cái lập trường chống cộng sản cho tới giờ phút cuối cùng. Đó là cái Lý Tống nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua những cái. Bên Mỹ ngoài võ MMA còn có người Mỹ thích môn võ nào nữa anh? Họ theo nhiều lắm, trường phái có nhiều lắm, Jisu rồi Wushu rồi MMA. Thật sự quý vị tùy theo người ta thích như thế nào. Ví dụ MMA tôi thích là bởi vì sao? Nó thực tế và nó được áp dụng trong giới quân đội của Hoa Kỳ. Còn những cái môn mà Jisu hay là Wushu hay là sau này trước đó có Shaolin rồi Tai Chi rồi những cái môn võ đó hay là Karate-do hay là Taekwondo đó quý vị, thì những cái võ đó là những cái võ truyền thống, những cái đó là những cái truyền thống. Tôi thích cái MMA là bởi vì nó bắt nguồn từ Taekwondo. Taekwondo tiếng Việt dịch là tuyệt quyền đạo, là của Bruce Lee là người sáng lập ra, là nó khởi đi từ cái khái niệm này là chỉ một quyền là chết, đấm một phát là chết. Thì cái đó nó được áp dụng trong MMA. MMA nó là cái chữ viết tắt của Mixed Martial Art, tức là cái môn võ tổng hợp. Thì tổng hợp này á là họ vẫn đi theo nguyên tắc là không có múa may nhiều, không có bay nhảy nhiều, đấm một phát đúng chỗ là chết hoặc là ngất xỉu, chứ không có đấm qua đấm lại mệt lắm. MMA cái tiêu chí của họ, tức là cái căn bản đầu tiên của họ là phải một cú hạ gục đối thủ. Thì cái này thì trong tất cả giới quân đội của nhiều quốc gia đã sử dụng. Tại vì khi mà đánh sáp lá cà, chúng ta không có giờ đấm qua đấm lại. Chỉ một phát một là đối thủ phải gục. Nhất là giới quân đội. Giới quân đội, giới tình báo họ học MMA nhiều là như vậy. Còn ba cái kia học là để biểu diễn thì ok. Ví dụ như Jisu hay là Wushu, nhất là Wushu á, là chỉ để biểu diễn cho nó đẹp thôi. Cái đó là biểu diễn cái đẹp của võ thuật thôi. Ok, đó là cái khác biệt nha. Rồi, Italy đã ra khỏi một vành đai, một con đường của China rồi phải không? Giáp, bà Thủ tướng Ý, bà Meloni, bà Giorgia Meloni, bà đã tuyên bố, bà đã chấm dứt tất cả những cái hiệp ước của một vành đai, một con đường. Trên nguyên tắc thì không phải là bà rút ra, mà trên nguyên tắc nó đã hết hạn. Và bà tuyên bố không không có gia hạn thêm, bà rút ra luôn.
thì tháng 12 này là nó hết hạn. Cái hiệp ước đó 5 năm. Nha. Ok, à, lướt ra một số những cái đọc rồi nha. Ok, à, các bạn đọc khá nhiều. À, nếu cho con đi du học, học xong đại học con có thể đi làm cho công ty Mỹ không vậy anh Phong? Cảm ơn. Thì khi mà cháu tốt nghiệp, cháu có 60 ngày ở lại nước Mỹ để mà xin việc làm. Nếu được may mắn được một công ty giận và có công ty đó bảo đảm thì cháu có thể ở lại tu nghiệp một khoảng thời gian. Nhưng mà trên quy tắc theo luật di trú, theo luật di trú thì sau khi tốt nghiệp là các du học sinh có 60 ngày để kiếm việc làm, nếu họ kiếm được. Còn nếu không kiếm được việc làm phải rời khỏi nước Mỹ. Đó là cái luật của sở di trú. Còn nếu trong 60 ngày hoặc là trước khi cháu tốt nghiệp, cháu đã làm việc cho một công ty nào đó rồi và sau khi tốt nghiệp vẫn làm, thì cháu có quyền được ở lại nước Mỹ một cách hợp pháp với sự bảo đảm của công ty đó. Ok. Rồi, à, lâu rồi không thấy anh làm chương trình mới nói về Việt Nam nữa, vậy sao anh? Bây giờ còn gì để nói? Bây giờ thời sự tập trung vào Do Thái, tập trung vào nước Mỹ nhiều hơn, hoặc là ở Biển Đông nhiều hơn. Việt Nam có gì để nói đây? Ngoại trừ tuần tới có được cái chuyến đi của Tập Cận Bình tới thôi. Chả có gì để nói nữa hết nha. Rồi, à, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. À, Bắc Hàn bắn vệ tinh nhờ Nga ngố, nhưng camera ai cung cấp được? Tôi cũng không biết. Cái đó phải hỏi Bắc Hàn. Là cái hệ thống chụp hình đó, họ sử dụng hệ thống camera nào? Của Trung Quốc hay là của Nga? Nga thì tôi không biết có hay không, nhưng mà Trung Quốc thì họ có, à, họ có sử dụng bản quyền sản xuất về camera, tức là những cái hệ thống ống kính của camera của Nhật, của Đức. Thì tôi không biết là Trung Quốc có xuất cản những cái này qua Nga, qua Bắc Hàn không, mình không biết. Do đó cái này phải hỏi Bắc Hàn nha. Rồi, bây giờ gửi tiền trong ngân hàng, từ nhiêu tiền trong tài khoản có cánh không bay ngân hàng Việt Nam giờ như ăn cướp. Tôi đã nói với quý vị là rất cẩn thận, tại vì ngân hàng trong Việt Nam nó sẽ đổ thừa cho cá nhân. Nó không chịu trách nhiệm, mặc dù cá nhân đó đang làm cho nó, nhưng mà xảy ra chuyện cái nó đổ thừa cá nhân xong nó phủ tay. Đó là cái luật của Việt Nam đó. Nó đổ thừa cho những cá nhân giám đốc, phó giám đốc gì đó. Rồi quý vị đi tiếp mấy tên đó đòi tiền đi. Còn ngân hàng nó chịu trách nhiệm. Đó là sự khác biệt của chế độ cộng sản và bên đây. Bên đây no matter what, chỉ cần người đó là subcontract thôi, không phải nhân viên thực sự nha, nhưng mà có những hành động lừa gạt tiền thì ngân hàng đó phải chịu trách nhiệm, hoặc là cái công ty đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đây là sự khác biệt của một cái luật lệ của chính phủ của những cái quốc gia tự do dân chủ và những quốc gia độc tài cộng sản. Khi mà cái việc ký gửi tiền trong ngân hàng, nó sẽ đổ thừa trách nhiệm qua cá nhân, nó phủ tay hết. Còn ở Mỹ thì không có. Ở Mỹ này á, mà ngân hàng phủ trách nhiệm đó đó là bị rút luôn cả cái môn bài, bị phạt và bị truy tố luôn. Họ mướn nhân viên hay là họ ký hợp đồng với nhân viên, ký hợp đồng thôi, tức là subcontract thôi, thì họ phải liên đới chịu trách nhiệm. Đó là sự khác biệt nha. Rồi tiếp tục. Rồi, à, luật của miền Nam trước 75 có giống Mỹ bây giờ không anh Phong? Có một phần. Có một phần là giống như Mỹ, ví dụ như là cái luật về tự do báo chí. Ở miền Nam toàn, bất kỳ ai cũng có thể ra một tờ báo được hết. Và thời đó là báo chí ở miền Nam mọc như nấm. Tại bất kỳ ai cũng ra báo được hết. Và đa số những tờ báo ra lại là những tờ báo công kích chính phủ luôn. Họ chống chính phủ luôn, họ chống chính quyền công thiệu luôn. Họ chỉ trích mỗi ngày luôn. Đó là luật tự do báo chí. Thì cũng giống như bên Mỹ thôi. Đúng chưa? Còn bây giờ thì quý vị không có chuyện đó. Bây giờ tất cả cái hệ thống báo chí tuyên truyền của Cộng sản nằm trong tay Cộng sản hết. Không có tự do báo chí trong Việt Nam. Trong Việt Nam là tất cả đều nằm dưới quyền giám sát của Cộng sản hết. Quý vị không có tự do báo chí. Thì đó ít nhất là cái điểm mà tôi đã nói quý vị là giữa có giống Mỹ hay không. Thì tôi nói là có những điểm giống Mỹ đó. Nha. Rồi tiếp tục. À, tại sao Mỹ cứ phải mở cửa biên giới cho dân nhập cư để rồi người phải nuôi dùm em không? Thì quý vị hỏi Joe Biden, hỏi tôi làm gì? Chúng tôi đâu có đồng ý đâu. Nhưng mà Joe Biden nắm quyền hành pháp. Ông ta muốn kiss ass cộng đồng Latino.
ông ta muốn tạo thêm cái thế lực đông dân cho những tiểu bang được xem là màu xanh, thì ông ta mở cửa biên giới để duy trì cái ghế ở quốc hội. Tại vì ví dụ như California năm nay họ đã bị mất một ghế rồi, tại dân bỏ đi hết. Họ mất ghế rồi, năm 2022 họ vẫn còn 55 ghế. Ê, 2020 họ vẫn còn 55 ghế, bây giờ họ còn 54 thôi. Họ mất một ghế rồi, tại vì dân số bỏ đi. Thì bây giờ á, nó cho dân số di dân bất hợp pháp tràn vào để nó duy trì cái số đông, để nó có thêm nhiều ghế ở quốc hội. Đó là những tiểu bang blue state đó, nha. Rồi, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, rồi tôi đã trả lời cái kênh Phượng Mai rồi nha. Ok, có một số người hỏi chuyện cá nhân quá thì tôi sorry, tôi không có trả lời. Ok. Nếu dịch bùng nổ trở lại, Mỹ có tiếp tục hỗ trợ vaccine cho các nước không chung lợi ích với Mỹ không? Vấn đề đó khác. Vấn đề đó là vấn đề về nhân đạo. Mỹ không từ chối được. Bất kể những quốc đại gia đó là độc tài toàn trị hay là kẻ thù của Mỹ, Mỹ vẫn phải cấp vaccine, tại vì nó không nằm trong vấn đề khác. Nó nằm trong vấn đề nhân đạo. Cho nên dù nước đó là kẻ thù của nước Mỹ đi nữa, Mỹ vẫn phải tài trợ. Đó là chuyện không thể tránh khỏi nha. Rồi tiếp tục. Một số những cái đọc rồi, lướt qua những cái đọc rồi nha. Iraq có phải đồng minh của Hoa Kỳ không anh Phong? Trên nguyên tắc bây giờ Hoa Kỳ vẫn đang đóng quân tại Iraq, thì trên nguyên tắc là chính phủ Iraq là đồng minh, nhưng quốc hội Iraq chưa chắc. Tại vì quốc hội của Iraq hiện nay đa số là những kẻ thân Iran, họ được bầu vào. Nhưng mà chính phủ mới của Iraq kể từ khi Saddam Hussein bị lật đổ thì xem như là một đồng minh của Hoa Kỳ, tại vì họ cho phép Hoa Kỳ được trú đóng quân đội ở trên đó để bài trừ tình trạng tham nhũng. Thì trên quy tắc bây giờ Iraq là một đồng minh của Hoa Kỳ về mặt chính phủ, nhưng mà về mặt lập pháp thì những thành viên trong trong cái quốc hội của Iraq họ kỵ Mỹ, họ không thích Mỹ, họ thân Iran. Thì đó là cái thực tế đang diễn ra tại Iraq nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok, Tô Lâm anh nghĩ có thay thế Nguyễn Phú Trọng không anh? Tôi nghĩ không có ai thay thế. Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa cho tới khi ông ta hết hết đi nổi. Cho tới khi ông ta hết đi nổi. Tô Lâm không phải là nhân tuyển. Tô Lâm chỉ là một thứ công cụ của Nguyễn Phú Trọng thôi, nhưng không thay được Nguyễn Phú Trọng. Ok, cái đó là cái mà nhận định chủ quan của tôi nha. Rồi tiếp tục. Em thấy bầu cử 24 nguy cơ vẫn có thể bị gian lận kết quả nữa anh Phong ơi. Có thể. Nhưng mà có thể là bên hành pháp thôi, nhưng bên lập pháp thì không. Bên lập pháp thì không. Bên hành pháp có thể sẽ xảy ra biến cố ở một số tiểu bang. Nhưng chúng ta phải coi nó ở những tiểu bang nào đã. Chắc chắn chuyện gian lận sẽ không tránh khỏi. Nhưng nó xảy ra ở những tiểu bang nào? Những tiểu bang chiến lược thì đã bị giám sát chặt chẽ rồi. Thì nếu nó có xảy ra ở California, New York thì mình cũng chịu thôi. Không làm gì được hết. Tại vì những tiểu bang này là cục blue mà. Cái quan trọng nhất chúng ta chỉ giám sát 6 tiểu bang chiến lược thôi. Và 6 tiểu bang chiến lược đó bây giờ đã ổn định tất cả các cái cuộc đầu phiếu, ghi phiếu vân vân, trong đó có Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Georgia và Nevada. Đó là 6 tiểu bang quyết định cái tổng thống. Thì bây giờ giám sát lại hết 6 tiểu bang này rồi. Còn bây giờ blue là của blue, red là của red rồi. Bây giờ họ có gian lận ở blue thì cũng chịu thôi. Ok. Thì bây giờ vấn đề ở chỗ là 6 tiểu bang này mới là 6 tiểu bang quan trọng nha. Rồi tiếp tục. Ok. Lúc còn một cái Is Venezuela go war with the neighbor? Không. Tôi nghĩ rằng ông Nicolas Maduro đang kích động cái chủ nghĩa dân tộc để mà ông ta lấy phiếu thôi. Để ông ta lấy phiếu thôi. Cái này là nó chỉ đi căng thẳng kiểu kiểu này thôi, chứ không phải là một cái cuộc xung đột thật sự đâu. Mặc dù ông dồn quân ở biên giới nha. Rồi, trước lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Ý tôi nói đời tổng thống nào cũng cho nhập cư hợp pháp để người dân Mỹ phải nuôi, chứ không phải nhập cư bất hợp pháp. No, tại vì xứ Mỹ là xứ nhập cư. Ngay từ lúc lập quốc của chúng tôi là một đất nước của di dân. Tất cả các đời tổng thống, từ lúc mà ông George Washington cho tới đời
ông Biden bây giờ, chúng tôi phải nhận những di dân hợp pháp, tại vì nó là cái nguồn gốc của đất nước này, tại vì đất nước này khởi đi từ di dân tứ xứ, cái gốc của nước Mỹ là di dân tứ xứ về đây, cho nên nước Mỹ là một di dân, là một nước của di dân. Chúng tôi không chống di dân, chúng tôi chống di dân bất hợp pháp thôi, chứ chúng tôi không chống di dân, tại vì đất nước chúng tôi, nguồn gốc chúng tôi, tất cả những người ở nước Mỹ này đều là di dân hết, trừ những người da đỏ là họ là dân tộc bản xứ ở đây, còn tất cả còn lại là di dân hết, kể cả người Latino, người Âu Châu, người Á Châu, tất cả đều là di dân từ xứ khác hết, dù là di dân mới nhất một ngày hay là di dân cách đây 200 mấy 300 năm thì chúng tôi đều là di dân hết. Do đó đất nước này không thể nào mà chấm dứt được di dân, bởi vì nó là cái nguồn gốc và nó là cái giá trị của chúng tôi, nó là cái giá trị của một đất nước di dân nha. Ok rồi, nếu năm tới Đảng Cộng Hòa lên lãnh đạo, họ có trả những di dân bất hợp pháp về lại nước không? Sẽ có một số kẻ bị trục xuất, sẽ có một số người có lộ trình được quyền tái định cư, chứ không phải là tất cả đều bị trục xuất, tùy theo mỗi trường hợp. Nhưng mà họ sẽ siết chặt lại hết, và họ sẽ buộc những di dân bất hợp pháp này là sẽ phải chờ đợi ở bên nước của họ, chứ không thể ở nước Mỹ. Thì sẽ có một số người bị trục xuất và có một số người được phép ở lại, tùy theo mỗi trường hợp, chứ không phải trường hợp nào cũng giống nhau nha. Rồi nếu Cộng Hòa thắng toàn tập tổng thống năm sau và lưỡng viện, thì chính sách các nước Việt Nam, Trung Quốc, Trung Đông chắc chắn sẽ cứng rắn, chắc chắn sẽ cứng rắn hơn, tại vì Đảng Cộng Hòa xưa nay vẫn nổi tiếng là cứng rắn trong chính sách đối ngoại. Do đó cái điều nếu như Đảng Cộng Hòa nắm lại lưỡng viện Quốc hội và ghế hành pháp thì chắc chắn sẽ có những chính sách rất cứng rắn đối ngoại và phải bảo đảm được cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Đó là cái ưu tiên xưa nay của Đảng Cộng Hòa nha. Nếu ghi danh bầu cử thì ghi ở đâu về anh? Thì ghi ngay địa phương của mình. Câu hỏi rất đơn giản, ghi ngay địa phương của mình là xong rồi, rất là dễ. Vào ra bưu điện ở chỗ mình hỏi là biết ngay, ra bưu điện ngay chỗ nhà của mình hỏi là biết ngay thôi, đâu cần phải hỏi tôi đâu nha. Ok, tổng thống Trump là người di dân gốc Đức. Dạ, ổng là người gốc Đức, và rất nhiều những di dân ở đây, đây là đất nước của di dân. Do đó quý vị, tôi đã nói quý vị là chúng ta không thể bỏ được cái bản sắc và cái giá trị của nước này. Một trong những cái giá trị đầu tiên của nước Mỹ là di dân. Ok, do đó đừng nghĩ rằng là nước, quý vị nghĩ đi, trên thế giới này có bao nhiêu vùng lãnh thổ, có bao nhiêu sắc tộc đều có mặt ở Mỹ hết. Nước Mỹ có 330 mấy triệu dân thôi, nhưng mà họ tổng hợp sắc tộc của nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều sắc tộc và nhiều quốc gia trên thế giới nha. Rồi liệu tổng thống Trump có nguy cơ đắc cử không anh Phong? Ok, có nguy cơ ám sát. Thì bây giờ nó đang khơi dậy nhiều thứ lắm. Thì tôi đã nói là không ai biết được kết quả bầu cử cả. Bầu cử Mỹ là không ai biết được kết quả trước. Đừng hỏi tôi là liệu có thắng hay không, bla 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 bla. Ăn thua do niềm tin của mỗi người. Ví dụ như tôi tin ông Trump thắng. Nhưng những người khác thì họ nó tin rằng ông Trump thua. Còn những kẻ mà suốt ngày cứ ngồi tin giả với lại suốt ngày cứ ngồi là gian lận đó, thì nó cứ đổ thừa, ông Trump sẽ thua vì gian lận. Thì những kẻ đó nó chỉ đầu óc nó chỉ có tới đó thôi. Nó không biết được cái xã hội Mỹ này điều chỉnh như thế nào. Những đứa nào mà suốt ngày cứ nói là gian lận sẽ làm cho ông Trump thua nữa. Thì quý vị, những kẻ này nó chỉ muốn phá thôi, chứ nó chả có muốn gì cả. Nó muốn gây ra một cái sự gọi là bất mãn về hệ thống bầu cử nước Mỹ thôi. Nhưng mà giống như tôi nói, hệ thống bầu cử nước Mỹ có những cái sự chấn chỉnh của họ. Họ có những sự chấn chỉnh của họ khi họ phát hiện ra những lỗ hổng. Thì họ sẽ bịt lại. Ok, thì bằng chứng là năm 2022 chúng ta thắng ở Hạ Viện rồi đó, và nó được tiếp tục là, gọi là tu bổ, tu chính lại. Còn cái tên nào mở miệng ra cứ nói là gian lận nữa, không bầu cử, là những tên đó nó phá đám, nó nghĩ rằng là nó muốn đạp đổ tất cả cái hệ thống bầu cử của nước Mỹ vốn có mấy trăm năm, đâu phải một vài vụ là đưa ra là có nghĩa là cả một cái hệ thống bầu cử nước Mỹ này sập đâu. Nước Mỹ này 50 tiểu bang, mỗi một tiểu bang tới mấy chục thành phố, mỗi một thành phố đều có những cái ủy ban bầu cử riêng của họ.
không ai thao túng được hết. Có thể giở trò ở một số tiểu bang, nhưng không thể giở trò trên 50 tiểu bang nước Mỹ. Do đó quý vị, đừng có nghe mấy cái tên mà suốt ngày cứ vô là gian lận hoài. Mấy thằng này đầu óc nó chỉ có tới đó thôi nha. Rồi tiếp tục. Nếu Biden mà rút lui tranh cử thì em nghĩ đảng Dân Chủ bất chấp thủ đoạn để đẩy ông Trump vô tù hay không? Không cần Biden rút lui, nó vẫn đẩy ông Trump vô tù. Không cần Biden rút lui, nó vẫn đẩy ông Trump vô tù. Nhưng mà chính vì ông Trump vô tù, ông mới thắng lớn. Ông vô tù, ông mới thắng lớn. Tức là dân Mỹ sẽ bày tỏ sự phẫn nộ của họ. Và nó sẽ thay đổi toàn bộ thế giới luôn. Nếu ông Trump bước chân vô nhà tù. Ok, là bởi vì khi ông bước chân vô nhà tù, coi như là đảng Dân Chủ đã đi một cái bước, chính họ phá hủy toàn bộ cái xã hội dân chủ của nước Mỹ. Chính họ phá vỡ toàn bộ cái nền dân chủ của nước Mỹ nha. Rồi tiếp tục. Ok, em thích về nông nghiệp nhưng ở Việt Nam không phát triển được. Cảnh Phong ơi, nếu qua Mỹ trồng nông nghiệp anh thấy được không ạ? Very good. Nước Mỹ bây giờ đang coi trọng về nông nghiệp. Kể cả Joe Biden bây giờ không dám hó hé. Không dám hó hé luôn. Tại vì trong những năm tới, với cái tình trạng mà xung đột nhiều nơi, bất ổn nhiều nơi, và tình trạng mà có một phần nào đó khí hậu bị thay đổi, thì lương thực trở thành quan trọng nhất. Lương thực trở thành quan trọng nhất, thì nước Mỹ này đang có cái chiến lược về lương thực mà. Nếu mà em qua Mỹ em làm nghề nông là đúng đó. Mặc dù nghề đó nhiều người Việt chê lắm, nhưng nghề đó làm giàu đó. Nghề đó giúp em làm giàu đó nha. Rồi tiếp tục. Ok, bởi vậy mới gọi là hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đúng, hợp chủng quốc chứ không phải chúng. Chủng đây là chữ chủng tộc, tập hợp tất cả những chủng tộc trên thế giới lại. Nhiều tên có nói là hợp chúng quốc tầm bậy tầm bạ, quần chúng cái gì? Cái là giải thích tầm bậy tầm bạ. Chữ chủng này là chữ chủng tộc, tức là tổng hợp tất cả các chủng tộc trên thế giới. Cái tên của nó là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Khi bỏ phiếu ở Quốc hội Hoa Kỳ, lúc nào thì quá bán và trường hợp nào là 2/3 số phiếu? Đa số nếu như mà không có liên can tới hiến pháp thì quá bán một phiếu. Nhưng nếu liên can tới hiến pháp thì 2/3 phiếu. Nhưng trên sàn thượng viện thì nó có thêm một cái quy tắc, nó gọi là filibuster. Nó đòi hỏi ít nhất 60 phiếu. Thì cái đó là cái quy tắc của sàn thượng viện dành cho các thượng nghị sĩ. Trên quy tắc, những cái gì mà liên can tới hiến pháp thì sẽ là 2/3 phiếu. Còn cái gì mà liên can tới, không có liên can tới hiến pháp, tới những cái luật lệ, tới những cái ngân sách, bla 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 bla, thì những cái đó chỉ cần quá bán một phiếu thôi. Ngay cả bổ nhiệm cũng vậy, quá bán một phiếu đó được. Nhưng cái gì mà liên can tới cái hiến pháp của nước Mỹ là thông thường đòi hỏi 2/3 khối phiếu. Ok. Rồi. Ok. Dân Mỹ thích nghe chính trị nhưng không can đảm vượt qua nỗi sợ hãi thì mãi mãi chỉ ngồi nghe cho đã lỗ tai, nên dân Việt Nam chứ. Ok, nghe nghèo về trí thức, nghèo về kinh tế. Thì tôi nói quý vị, nghe là một lẽ, đọc là một lẽ, có làm hay không là một lẽ khác. Nhiều người lên trên nói chuyện với tôi á, tôi thấy họ có nhiều kiến thức rất là hay. Nhưng mà chỉ nói thôi, không áp dụng. Chỉ nói thôi, nói thì nghe rất là hay, nhưng không áp dụng vào đời sống của mình. Cho nên cuối cùng những kiến thức đó là xà bát hết. Ví dụ, có những người, những đứa em trẻ nè, lên mà tôi hỏi Tôn Tử Binh Pháp là nó rành lắm. Tôi hỏi Tôn Tử Binh Pháp, tôi hỏi Tam Quốc Chí, nó rành lắm, nó nói ra từng nhân vật, từng giai đoạn luôn. Nhưng tôi hỏi nó câu thứ hai á, là những cái gì em đọc em áp dụng vào đời sống bao giờ chưa? Thì tụi nó đứng, tụi nó trợn mắt hết. Chưa có một đứa nào áp dụng những cái điều đó vô đời sống cả. Cái sự khác biệt là chỗ này. Người Mỹ khi họ đọc cái gì, họ áp dụng vô đời sống ngay. Để họ thấy rằng là đúng, họ áp dụng ngay. Nhưng mà người ở Việt Nam đọc cho vui thôi. Đọc để khoe là mình biết được nhiều thứ thôi. Nhưng không áp dụng vô đời sống. Đó, ở trong cái channel của tôi bây giờ quý vị đang coi là 7.000 mấy, 8.000 người. Có bao nhiêu người thuộc rất rành những cái tác phẩm của Kim Dung, Tam Quốc Chí, nhưng có bao nhiêu người áp dụng được những cái phương pháp của họ đây?
Do đó tôi nói quý vị, sự khác biệt nằm ở chỗ này nha. Rồi tiếp tục. À, ok. Người Việt Nam thắng trò chơi con mực, bà ấy xuất thân từ Hải quân Hoa Kỳ cho thấy sự quyền riêng là huấn luyện tốt dành cho một người lính. Cái Squid Game á hả? Thưa quý vị, coi được cái Squid Game là cũng tốt đó. Nhưng mà tôi thì tôi không coi. Tại vì với có thể nó gây được một cái trend rất lớn từ cái series đầu tiên. Nhưng mà tôi nói thiệt quý vị, từ series đầu tiên tới series thứ hai tôi không coi. Tại vì nó đang đẩy con người đi vào cái sự quá ích kỷ. Cái nhìn của tôi là như vậy. Cái nhìn của tôi, cái Squid Game này, nó đang khai thác tận nơi tận chốn cái sự ích kỷ của con người. Nó không tốt cho những đứa giới trẻ. Cho nên là cái Squid Game 1, Squid Game 2 tôi đều không coi hết nha. Cơ sở hạ tầng ngày Bắc rất nhiều so với trong Nam. À, anh Phong có nghĩ Cộng sản âm mưu gì không? Có phải Cộng sản sẽ chia đôi lại đất nước? Dù sao cũng có cơ sở hạ tầng để biến thành Bắc Hàn. Cơ sở hạ tầng nào? Tất cả những cái gì đang có ngoài Bắc bây giờ là của người Pháp để lại. Cộng sản có cái khỉ gì có. Nói tôi nghe đi. Từ đường phố cho tới ống cống. Cơ sở hạ tầng ở ngoài Bắc có được cái gì? Tất cả những hạ tầng cơ sở này người Pháp để lại đó. Ngay cả con đường quý vị đang lái bây giờ ở trong thành phố Hà Nội là của người Pháp để lại đó. Cộng sản xây được cái gì đây? Cộng sản chỉ chấp vá trên những hạ tầng cơ sở của người Pháp thôi. Nó có đủ tư cách nó xây đâu. Cuối cùng mấy thằng tàu xây tầm bậy tầm bạ. Rồi đó quý vị thấy đó, ngập nước tùm lum đó. Nó chỉ xây dựng, nó chỉ chấp vá ở trên cái hạ tầng cơ sở của người Pháp thôi. Ở đó mà nó xây dựng, ok. Rồi, à. Ok. Nếu anh Phong Nhật Trần không còn phân tích đối chiếu so sánh thì người kế tiếp là ai vậy, xin đa tả? Thì chính là quý vị. Mục đích tôi làm chương trình này là để quý vị thực hiện cái phương pháp của tôi. Để quý vị tránh được những cái tránh được những cái điều ở trong cuộc sống, kể cả trong vấn đề quan điểm về chính trị, kể cả về vấn đề trong xã hội. Nếu quý vị có phân tích đối chiếu so sánh thì quý vị sẽ đưa ra được cái quyết định chính xác hơn cho quý vị. Đâu phải là cần phải có tôi ngồi đó. Bây giờ quý vị cũng áp dụng được vậy. Tức là chính quý vị là những người áp dụng cái phương pháp này thì quý vị sẽ tránh được rất nhiều những cái hậu quả không tốt. Ít nhất trong cuộc sống của quý vị đã. Biết đặt câu hỏi, biết tìm câu trả lời. Biết đứng ở nhiều góc đa chiều để nhìn. Thì chính quý vị sẽ rút ra được một cái hướng đi cho chính quý vị. Đâu cần phải có tôi mỗi ngày phải phân tích đối chiếu so sánh đâu. Mà chính quý vị là những người sẽ áp dụng cái phương pháp này cho cuộc sống của quý vị đó. Nha. Rồi tiếp tục. À, ok. Hiện nay số km cao tốc miền Bắc lớn hơn miền Nam anh ơi. Tôi chả quan tâm cái vấn đề đó. Tôi quan tâm cái vấn đề ở chỗ là những cái đó nó xây được bao nhiêu năm hay được vài năm nó hư mẹ nó rồi. Nói tôi nghe đi. Người Pháp xây đường xá cho Việt Nam trên cả trăm năm chả gì vậy? Chả hề hấn gì cả. Nó nhúng vô nó xây được mấy năm mà. Là mới trời mưa thôi nó đã nứt, nó tùm lum hết rồi. Bây giờ mà dội bom vô đó thì nó tan nát luôn. Dội bom vô là nó tan nát luôn. Bây giờ mới có mấy trận mưa, mấy trận lũ thôi thì nó đã tan nát như tương rồi. Nó xây dựng được cái gì đâu. Ok. Rồi tiếp tục. Chú nghĩ như thế nào về cái giáo hội Phật giáo Việt Nam? Thật sự cái đó là cái ngôn ngữ của Cộng sản nó dùng, nó dựng ra một cái quốc hội, giáo hội quốc doanh để nó kiểm soát tất cả bên Phật giáo thôi. Tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần, đừng so sánh Phật giáo với Công giáo. Công giáo họ có một cái hệ thống 2.000 năm rồi. 2.000 năm rồi. Còn Phật giáo họ đi theo cái tinh thần độc lập. Mỗi một ngôi chùa, mỗi một vị sư là một cái độc lập riêng. Mỗi một cái đó một độc lập riêng. Nó không có dính dáng với nhau. Do đó Phật giáo Việt Nam phát triển là nhờ cái tinh thần độc lập. Chứ không phải gom bi dưới một cái dù. Chúng ta không, bên Công giáo khác. Bên Công giáo ngay từ khi mà giáo hội Công giáo lập ra, họ đã có một cái system, một cái hệ thống. Họ tạo ra từ 2.000 năm nay. Và 2.000 năm nay họ điều hành cái hệ thống của họ. Còn bây giờ mới đi đập ra hệ thống để kiểm soát thì no way.
Cộng sản đang đi ngược với lại cái giáo lý của Phật giáo và cái quy tắc của Phật giáo là sự độc lập đó. Cộng sản lập ra cái giáo hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh á, là nó đang đi ngược lại với lại cái quy tắc của Phật giáo là sự hoạt động độc lập đó. Ok. Rồi tiếp tục. Nhật có đủ khả năng trấn áp Trung Cộng của anh Phong thì kêu nhờ Trung Quốc thử đi là biết ngay. Và trong quá khứ tôi chưa thấy là Cộng sản Trung Quốc có khả năng đánh bại được người Nhật. Trong quá khứ duy nhất là chỉ có Trung Hoa Quốc Dân Đảng dưới thời của Tưởng Giới Thạch là đánh bại được người Nhật nhờ cái xu thế của đại nhị thế chiến. Còn Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ có cửa với người Nhật hết. Lúc mà người Nhật xâm chiếm Trung Quốc thì Cộng sản trốn chui trốn nhủi như con chó, phải nhờ tới Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng bao che cho họ. Họ chưa bao giờ đánh thắng được người Nhật cả. Chính vì vậy, sau khi mà Mao Trạch Đông đớp được Tưởng Giới Thạch, khi mà Tưởng Giới Thạch đánh người Nhật gọi là cạn nguyên khí rồi đó, thì Mao Trạch Đông đã kích động cái chủ nghĩa bài Nhật mấy chục năm rồi, để mà che đậy cái sự yếu kém của mình. Thì bây giờ Cộng sản Trung Quốc cứ thử đánh người Nhật đi, biết ngay. Biết đá biết vàng liền. Và trong quá khứ, Trung Hoa cũng chưa đánh thắng người Nhật nữa. Hai lần người Nhật đánh bại nước Nga đó là có một lần đánh bại ngay trên Hắc Long Giang, lãnh thổ của Trung Quốc. Chưa bao giờ tôi thấy là Cộng sản Trung Quốc có thể đánh bại được người Nhật cả nha. Rồi, tiếp tục. Wow, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok, Putin làm tổng thống độc tài tại sao có bầu cử? Thì vẫn tổ chức bầu cử, nhưng mà không có ai cạnh tranh thì cũng như độc tài rồi. Vẫn tổ chức cho có hình thức. Vẫn tổ chức bầu cử cho có hình thức thôi. Cũng giống như là ông Lukashenko đó, cũng tổ chức bầu cử. Ông thắng nhiệm 6 nhiệm kỳ rồi đó. Thì quý vị, bầu cử đối với những kẻ độc tài này là cái hình thức thôi nha. Ok, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Anh chửi người ta như thế, người Việt Nam mình chẳng thua ai. Tôi đâu có chửi người Việt Nam đâu, tôi đang chửi Cộng sản. Tôi đang chửi cái văn hóa mất dạy của Cộng sản, nó truyền bá làm cho con người Việt Nam trở nên yếu hèn. Và cái giáo dục Cộng sản Việt Nam bây giờ làm cho con người Việt Nam hèn hạ hơn. Tôi đâu có chửi người Việt Nam, tôi đang chửi cái hệ thống giáo dục tuyên truyền nhồi sọ của Cộng sản thôi. Còn quý vị tự diễn dịch lấy. Quý vị tự diễn dịch lấy chứ tôi không hề có chửi người Việt Nam nha. Rồi, liệu Iran có tham chiến giúp tụi kia không anh? Ok, chưa biết được. Bây giờ thì chưa thấy. Bây giờ họ né hết. Tất cả những cái chuyện gì xảy ra Trung Đông họ né hết. Họ nói không liên quan tới họ. Mặc dù họ là cái quốc gia bảo trợ cho những nhóm ở Trung Đông. Nhưng mà bây giờ trên nguyên tắc họ chưa có gì hết nha. Ngay từ lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn đã có cuộc tranh luận giữa Mahakayip và Phú Lâu Na. Phật giáo đã có phân hóa tông phái tư tưởng rồi. Thật sự quý vị, tôi đã nói Phật giáo ở dù được truyền bá từ ở Ấn Độ, Nepal. Nhưng mà hầu hết chúng ta đều thấy rõ Phật giáo hoạt động theo tinh thần độc lập. Mỗi một người tu tập riêng. Và tùy theo cái khuynh hướng của mình, theo đại thừa hay tiểu thừa. Thế thôi, chứ không có ai có ý tưởng mà thống nhất thành một cái mối cả. Có những công tác xã hội liên kết với nhau làm việc thì được. Nhưng mà để bầu bán ra thành người đứng đầu, người đứng nhì, người đứng ba rồi kế vị, thì Phật giáo Việt Nam không có. Ok, Phật giáo Việt Nam xưa nay đi theo cái truyền thống là độc lập. Do đó, tôi không có ủng hộ cái việc mà có người đứng đầu, đứng thứ hai, đứng thứ ba nha. Rồi tiếp tục, ok. Cảm ơn anh đã phân tích học thuyết tâm áp dụng với ông chủ của em, chỉ đối thoại tay đôi không tay ba gì cả. Phân tích đối chiếu so sánh nên ông chủ san sẻ thêm quyền lực lại cho em. Thì tôi nói quý vị, nếu mà quý vị cứ tập cái thói quen này, bất cứ một cái biến cố nào xảy ra, quý vị đứng góc nhìn đa chiều. Thứ nhất là đứng góc nhìn của các chiều hướng khác nhau. Thứ hai, phân tích và đặt câu hỏi. Thì quý vị sẽ tìm được một cái quyết định cho chính mình. Đây là cái phương pháp rất bình thường ở nước Mỹ. Nhưng mà nhiều người Việt ở Mỹ và gần như họ không áp dụng.
bất cứ cái gì mà cứ nghe nói chút xíu là họ nhào theo thay. Họ không nghĩ tới những cái hậu quả, họ không nghĩ tới những cái phân tích, họ không phân tích tới những cái thấu đáo của công việc. Do đó quý vị, họ bị vướng hoài. Đây là cái phương pháp rất bình thường, trường đại học nào cũng có cả. Và đám con nít ở Mỹ này nó đi theo cái phương pháp đó. Nhưng người Việt lại không có thói quen áp dụng những phương pháp này. Do đó chúng ta luôn gặp thất bại nhiều là như vậy. Thì khi quý vị áp dụng cái phương pháp này thì ít nhất là quý vị tránh được rất nhiều những cái phiền phức trong cuộc sống. Nếu mình phân tích cặn kẽ vấn đề thì mình đưa ra quyết định sẽ tránh gây phiền phức nhiều nha. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.